Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe để quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ cho bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở trong những phút sắp tới đây. Cả nước ghi nhận thêm 10.811 ca COVID-19 tại 43 tỉnh thành. Hà Nội thêm lái xe luồng xanh trở thành F0. Nghệ An vượt 1.000 ca mắc COVID-19. Phát hiện súng còng số 8 trong căn nhà thuê Quảng Ninh phát hiện lượng lớn thiết bị vệ sinh có dấu hiệu làm giả. Khủng hoảng Covid-19 ở quốc gia siêu tiêm chủng Israel. Tổng thống Joe Biden tuyên bố không kéo dài thời hạn rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Ngoại trưởng Nga Moscow không muốn thấy lính Mỹ ở Trung Á. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Cả nước ghi nhận thêm 10.811 ca Covid-19 tại 43 tỉnh thành. Bộ Y tế cho biết trong ngày 24 tháng 8, cả nước ghi nhận 10.811 ca COVID-19 tại 43 tỉnh thành. Đến nay có 11 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát. Ca nhiễm mới trong 14 ngày, tính từ 18 giờ 30 ngày 23 tháng 8 đến 18 giờ ngày 24 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 ca ghi nhận trong nước tại 43 tỉnh thành với 6.780 ca cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 4.627 ca, Bình Dương 3 3628, Đồng Nai 799, Long An 393, Khánh Hòa 203, Đồng Tháp 162, Đà Nẵng 153, Tây Ninh 105, Tiền Giang 93, Cần Thơ 72, Hà Nội 66, Bà Rịa Vũng Tàu 64, Kiên Giang 61. Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã tăng 531 ca, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca. Hà Nội thêm lái xe luồng xanh trở thành F0. Tối 24 tháng 8, Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 5 ca tại khu cách ly. Thông tin cụ thể, 9 ca F0 mới ghi nhận như sau. Chùm sàng lọc ho sốt 1 ca. Bệnh nhân ghi nhận tại cộng đồng là nữ, sinh năm 1991, có địa chỉ ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Ngày 23 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện ho sốt, được làm test nhanh cho kết quả dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Ngày 24 tháng 8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính. Chùm ho sốt thứ phát 7 ca. Hai trường hợp ghi nhận tại cộng đồng có địa chỉ ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân và An Thượng, Hoài Đức. Các trường hợp còn lại có địa chỉ ở Thạch Thất, Đống Đa, Ba Đình, Gia Lâm và Hoàn Kiếm. Chùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh 1 ca. Ca dương tính này là trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Cụ thể bệnh nhân là anh TDL là nam sinh năm 1975, địa chỉ tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là lái xe hàng từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Hà Nội ngày 23 tháng 8 xe luồng xanh cùng với bệnh nhân jvn sau đó đến khám tại Bệnh viện Nông nghiệp có test nhanh dương tính và được lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội kết quả khẳng định dương tính. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 2677 677 ca trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.352 ca số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.325 ca Nghệ An vượt 1.000 ca mắc COVID-19 Ngày 24 tháng 8 theo cơ quan chức năng Nghệ An, tính từ 13 tháng 6 đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 1062 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương, trong đó thành phố Vinh có 301 ca, huyện Quỳnh Lưu 143 ca, Yên Thành 127 ca, Kỳ Sơn 55 ca, Diễn Châu 80 ca, Nghi Lộc 51 ca, thị xã Cửa Lò 31 ca. Trong ngày 24 tháng 8, tỉnh Nghệ An phát hiện 95 ca mắc Covid-19, trong đó có 33 ca trong cộng đồng, chưa diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với 14 huyện thành thị, gồm thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Lương, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn. 7 huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, cùng các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Tân Kỳ. Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 8. Phát hiện súng còng số 8 trong căn nhà thuê, Ngày 24 tháng 8, công an phường Tân Phú cho biết đang củng cố hồ sơ để chuyển lên công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thụ lý theo thẩm quyền vụ việc 12 người tụ tập trong căn nhà thuê cùng với nhiều hung khí nguy hiểm. Chiều ngày 23 tháng 8, tổ công tác gồm công an thành phố Đồng Xoài và công an phường Tân Phú bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố Phú Lộc do Nguyễn Thịnh 34 tuổi, người địa phương thuê để ở. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong nhà có 12 người, trong đó 9 người không xuất trình được giấy đăng ký tạm trú tạm vắng, ba người còn lại không xuất trình được chứng minh nhân dân. Những người trên khai có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đồng Xoài và các tỉnh Bến Tre, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra căn nhà, cảnh sát phát hiện một ô tô và sáu xe máy và hàng chục hung khí như súng ngắn, súng dài, đao kiếm, dao, dao găm, côn nhị khúc, ống nhòm, gậy cao su còng số 8. Công an phường Tân Phú đã lập biên bản tạm giữ số hung khí trên và đưa 12 người về trụ sở quảng ninh phát hiện lượng lớn thiết bị vệ sinh có dấu hiệu làm giả Thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Quảng Ninh, ngày 24 tháng 8, đơn vị này đã phát hiện và xử lý số lượng lớn sản phẩm vòi chậu nóng lạnh có dấu hiệu giả mạo đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Cụ thể, đội quản lý thị trường số 8 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 14C 19424 do ông Phạm Danh Thiện sinh năm 1993, nơi cư trú xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định điều khiển, đã phát hiện trên xe chở số lượng lớn sản phẩm vòi chậu nóng lạnh có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Kesa của công ty cổ phần thiết bị vệ sinh Kesa Việt Nam. Số vở chậu nóng lạnh này được bọc trong giấy báo, đóng vào túi nhựa không có nhãn mác thông tin của nhà sản xuất, quy cách đóng gói không giống với hàng chính hãng, được bọc trong giấy bóng xốp và có hộp giấy với đầy đủ thông tin về hàng hóa. Tại hiện trường, lái xe không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ liên quan đến lô hàng trên. Ngay sau đó, toàn bộ số hàng này đã bị đội quản lý thị trường số 8 ra quyết định tạm giữ để gửi mẫu đi giám định làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Khủng hoảng COVID-19 ở quốc gia siêu tiêm chủng Israel Trong họp báo ngày 22 tháng 8, các giám đốc bệnh viện công cho biết họ không thể nhận thêm bệnh nhân COVID-19. Với 670 bệnh nhân COVID-19 cần chăm sóc đặc biệt, các khoa ở những bệnh viện công này đang quá tải, nhân viên y tế tới ngưỡng chịu đựng. Theo Hagai Lavin, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Jerusalem, nhận định sự thật phức tạp là không có chính sách hay sự kiện đơn lẻ nào dẫn tới khủng hoảng này. Một loạt tình huống nguy hiểm xảy ra đã khiến Israel mấp mé bờ vực. Ông nói, chúng ta vẫn đang ở giữa đại dịch và không có biện pháp thần kỳ nào cả. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến Israel lâm vào tình trạng hiện nay là biến thể dễ lây lan Delta do người Israel mang về sau khi đi nghỉ ở nước ngoài trong thời gian mà Israel bỏ mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, còn có mối lo hiệu quả vaccine giảm sau khoảng 6 tháng. Israel tiêm cho phần lớn dân số bằng vaccine của Pfizer, và đây vẫn là tiêu chuẩn vàng để ngăn ngừa ca bệnh nặng do COVID-19. Nhưng đầu tháng 7, khi công dân trên 60 tuổi gần như đã được tiêm chủng hết, thì các nhà khoa học lại bắt đầu thấy tình trạng gia tăng ca nhiễm đáng lo ở những người đã tiêm đủ hai mũi, dù không phải là ca nặng và gây tử vong. Tổng thống Joe Biden tuyên bố không kéo dài thời hạn rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 8, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, ông quyết tâm sẽ hoàn tất các hoạt động sơ tán công dân ở Afghanistan trước ngày 31 tháng 8, mặc dù tiến độ sẽ phụ thuộc vào việc Taliban có tiếp tục hợp tác và cho phép người dân tiếp cận sân bay hay không. Tổng thống Biden cho biết Ông đã yêu cầu Bộ ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị kế hoạch cho bất kỳ kịch bản nào trong trường hợp hạn chót 31 tháng 8 không thực hiện được. Theo Tổng thống Biden, Mỹ tới nay đã giúp sơ tán gần 71.000 người khỏi Afghanistan kể từ ngày 14 tháng 8. Cũng trong ngày 24 tháng 8, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo nhóm G7 và thảo luận việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Tổng thống Biden cho rằng việc kéo dài sự hiện diện quân sự của Mỹ có thể sẽ nguy hiểm và gia tăng nguy cơ binh sĩ Mỹ bị các nhóm khủng bố tấn công, do đó ông sẽ không kéo dài hạn chót sau ngày 31 tháng 8. Ngoại trưởng Nga, Moscow không muốn thấy lính Mỹ ở Trung Á. Vào hôm 24 tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow không muốn nhìn thấy lính Mỹ có mặt trên lãnh thổ các quốc gia Trung Á vốn tiếp giáp với biên giới phía nam của Nga. Ngoại trưởng Nga giải thích, đầu tiên Nga đã ký thỏa thuận với những quốc gia này, việc triển khai binh lính nước ngoài vào lãnh thổ của họ cần sự chấp thuận của tất cả thành viên tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO. Thứ hai, nếu đồng ý với sự triển khai binh lính Mỹ, lực lượng có mục đích ném bom Afghanistan nếu cần thiết, các quốc gia này sẽ trở thành mục tiêu tấn công tiềm năng. Theo ông Laroc, vì lý do trên mà ít có quốc gia sẽ đồng ý chịu nguy hiểm để Mỹ đạt được mục đích của mình phía Moscow khẳng định rằng trong quá khứ chưa có một nước Trung Á nào cho thấy sự hứng thú với việc cho phép Mỹ hoặc đồng minh mượn lãnh thổ để đóng quân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng bày tỏ sự phản đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc triển khai binh lính Mỹ đến các quốc gia Trung Á khi hai người gặp nhau tại Thụy Sĩ vào hồi tháng 6. Sau đó, ý tưởng này chưa bao giờ được nhắc lại trong các cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Mỹ hiện đang tập trung vào nỗ lực rút quân, đồng thời sơ tán công dân khỏi Afghanistan thay vì bình luận về các thông tin liên quan đến kế hoạch quân sự tiếp theo dành cho quốc gia này. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật, những tin tức diễn ra trong ngày của tin tức 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi. Còn bây giờ, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.